Khi mà các bạn đăng ký theo thành công rồi ở đây thì nó sẽ hiện lên một cái giao diện rất là hay, phải không? Ở đây này nó có một cái giải thưởng và chỉ có vào 1 giờ đêm nó sẽ quay giải thưởng lên đến 1.000 đô cơ, rất là cao luôn, quá là tuyệt vời, phải không? Đây, ở phần win này thì mình cũng chưa có gì cả. Rồi, mình sẽ tham khảo từng phần một nhá. Rồi ở đây thì các bạn có thể làm những cái nhiệm vụ ở đây cho mình này, chơi những cái trò chơi Linh Gia này, quay skin này. Đó, rất là hay luôn. Ở đây rất là nhiều trò chơi nhé. Bởi vì đây là cái ứng dụng chơi game nên là có rất là nhiều trò chơi. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn khám phá từng phần một. Thứ nhất là các bạn sẽ ở đây phần skin này cho mình để các bạn quay. Thì một ngày các bạn sẽ nhận được một cái skin này. Đến ngày thứ hai thì cái skin nó sẽ tăng lên. Đó, ở đây thì các bạn có thể quay được trúng đô này. Đấy, trúng tích cân này. Đấy, mình thử quay một cái xem nó may mắn không nhá. Nhớ đâu trúng 1 đô thì đẹp. Rồi lại được 10 tích cần tiếp. Bạn nào mà muốn quay thêm thì các bạn lại phải xem một cái video để nhận thêm hai cái đồng quay tích cần này nhá. Hai cái lượt quay này thì mình sẽ không xem video và mình sẽ thoát ra này. Ngoài ra ở đây này, đấy, các bạn sẽ ấn ở đây AD cho mình. Rồi, như vậy là các bạn đã nhận được 0,10 đô nhá. Các bạn nhớ ấn vào đấy để các bạn nhận cho mình là 0,10 đô. Quá là tuyệt vời luôn. Rồi, mình sẽ thoát ra và mình sẽ xem nào. Đấy, như vậy là mình sẽ nhận được. Như vậy là mình đã nhận được 0,10 đô này và được 1.000 cái đồng tích cần này. Quá là tuyệt vời luôn. Quá là tuyệt vời luôn phải không? Ở đây thì các bạn có thể kiếm thêm được cái được tiền và đồng tích cần nhá. Và cái đồng tích cần này thì làm như thế nào tí nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết hơn. Ở đây thì các bạn khi các bạn đi tuyển dép thì các bạn sẽ nhận được 0,10 đô này và được 500 cái đồng tích cần nhá. Quá là hay luôn nhá. Đây, quá là hay, vừa nãy mình điểm danh thì mình đã nhận được 500 rồi. Ở đây thì có rất là nhiều trò chơi thì các bạn có thể tham khảo một cái trò chơi bất kỳ cho mình. Ví dụ bây giờ mình sẽ thử chơi một cái trò chơi này đi. Nên nhớ những cái trò chơi này là các bạn chỉ kiếm được cái đồng tích cần thôi nhá. Và cái đồng tích cần này là khá là thuận lợi khi mà các bạn, tí nữa mình sẽ nói qua. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn chơi game trước đã. Ở đây thì chơi game rất là hay, các bạn chỉ cần đấy, mình ghép những cái này này. Mình chả hiểu sao ghép mà chả thấy lỗ gì cả. Đấy. Rồi. Cứ ghép hai cái lại với nhau thì nó sẽ lỗ các bạn ạ. À, ba cái liền với nhau thì nó sẽ lỗ. Ok, ở nó phần play game này. Đấy, mình sẽ thoát ra, mình sẽ không chơi nữa. Đấy là mình hướng dẫn các bạn cách chơi nhá, rất là hay luôn. Các bạn chỉ cần ấn vào và chơi. Ở đây các bạn có thể khám phá thêm cho mình. Các bạn có thể khám phá thêm cho mình rất là nhiều trò chơi ở đây nhá. Cái mình đã thử chơi một cái trò chơi. Còn đây cái phần tích cần thì mình sẽ hướng dẫn các bạn ấn vào đây. Phần yêu này cho mình này. Rồi các bạn sẽ ấn vào phần invest code này. Đây là phần mời này. Đó, đây phần win này. Win này là khi mà các bạn có tích cần ấy, các bạn sẽ tham gia ở đây nhá. Rồi, người ta nhận rất là nhiều một em này. Rồi mình sẽ vào cái phần đó cho các bạn. Đây. Ở đây là các bạn có thể làm offer cho mình để các bạn có thể nhận thêm cái đồng tích cần này nhá. Ở đây xem nào, offer của nó là rất là nhiều phần offer nhá. Các bạn có thể tải những cái ứng dụng này về thôi. Mình khuyên các bạn là không nên chơi những trò trong này. Rồi, mình sẽ thoát ra này. Đấy, ấn vào phần 1N này cho mình này. À, 1.000 đô này cho mình nhá. Nhiều bạn hỏi là cái đồng tích cần này thì để làm gì? Thì mình sẽ hướng dẫn và chia sẻ luôn. Khi mà các bạn có nhiều cái đồng tích cần này ấy, thì cứ đến 1 giờ đêm thì nó sẽ quay cái giải thưởng này và nó sẽ trao giải ngẫu nhiên cho những người mà trúng giải đây bất kỳ ấy. Đấy, và các bạn mà có nhiều cái đồng tích cần này thì cơ hội trúng của các bạn càng cao nhá. Đấy, ví dụ các bạn có 1 triệu đồng tích cần ở đây thì quá là ok luôn, đúng không? Đấy, rất là nhiều người trúng rồi.